Kính chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện Pama GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Động cơ này có ưu điểm hộp cực có thể nằm bên trái, bên phải hoặc ở giữa, thuận tiện cho việc lắp đặt. Với động cơ 22kW, 30 ngựa, 30 HP, tốc độ 720 vòng phút, có mã hàng là 225M. Tâm nô đế ngang trục ký hiệu là A bằng 356mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Tâm nô đế dọc trục ký hiệu là B bằng 311mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Đường kính trục D bằng 60mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 450mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ rãnh cavex ở đây bằng 18, hoặc chiều dài trục bằng 140mm, hay là tổng chiều dài thân bằng 845mm. Xin cảm ơn quý khách.